Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao cấp .vn. Hôm nay Di động Cao cấp .vn giới thiệu các bạn video giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Philips WW3500 tại Di động Cao cấp .vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là chọn bộ linh kiện của Philips WW3500 đang có mặt tại Di động Cao cấp .vn. Khi hàng gặp có lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm của Philips WW3500, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn. Hiện nay Di động Cao cấp .vn là địa chỉ nhận sửa chữa bảo hành điện thoại Philips WW3500 hàng đầu hiện nay. Tất cả mọi thứ liên quan đến điện thoại Philips 3500, tất cả các lỗi liên quan đến phần cứng, phần mềm của điện thoại Philips 3500 đều đã có phương án sửa chữa nhanh chính xác tại Di động Cao cấp .vn. Các lỗi liên quan đến phần cứng của điện thoại Philips WW3500 cơ bản như vỡ màn hình, hỏng main, lỗi camera máy ảnh, hỏng loa mic rung chuông. Nói chung tất cả các lỗi phần cứng liên quan đến Philips WW3500 đều đã có phương án sửa chữa nhanh chính xác tại Di động Cao cấp .vn. Riêng đối với những lỗi liên quan đến phần mềm của điện thoại Philips WW3500 như treo logo, mất bút, mất email, hỏng nguồn, không lên cài game ứng dụng bản quyền cho Philips WW3500, quý khách hàng cũng đều yên tâm là có sẵn file chạy mới tại Di động Cao cấp .vn. Có sẵn file chạy, quý khách hàng chỉ cần mang máy qua là có thể xử lý xong. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Philips WW3500, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 750 99. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn cách phục các lỗi sự cố liên quan đến điện thoại Philips 3500 mà quý hàng đang gặp phải. Một lần nữa, Di động Cao cấp .vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao cấp .vn chúng tôi.